Nhiều người kêu anh cắt tóc này á không nhận ra anh luôn. Tôi dám chắc nếu mà tôi cạo đầu á, thử hỏi cái đầu tôi nếu mà đầu chọc thì như thế nào ta? Hay chưa, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh của AS Mobile. Và như vậy thì một tuần đã trôi qua rồi các bạn ơi. Từ cái ngày mà 13 là mình đi tham dự cái chung kết, đến bây giờ mình mới lại ngồi đây để mà làm tiếp tục một cái clip dành cho tất cả các bạn theo dõi mình. Và mình biết rằng là mình rất là có lỗi với các bạn. Mình không đi được ngày 14, ngày 15, tại vì mình có việc bận trong ngày 14, 15. Mình chỉ đi được ngày 13 thôi. Và mình lên mình xem được một trận đấu duy nhất và mình về rồi. Về phải chăm con nữa các bạn à. Đó, trong tuần qua thì mình có rất là nhiều việc phải làm các bạn à. Thứ nhất là các bạn có thể thấy một cái background mới. Mình dồn cả một tuần để mà có thể làm được cái background mới này như thế này các bạn à. Đây, mình chuyển nhà các bạn. Mình không ở nhà cũ nữa. Và cái view cũ thì thực sự view cũ rất đẹp. Nếu như mà các bạn đã từng xem những cái buổi livestream của mình trong những ngày mưa vào cái view nhà cũ, trời ơi, ta nói nó đẹp. Mà nó đẹp gì đâu luôn á các bạn ạ. Nó đẹp dễ sợ luôn á. Đẹp ơi là đẹp luôn á. Không biết là còn cái clip livestream không nữa. Nếu như mà còn thì mình sẽ để cho các bạn xem ha. Và thay đổi qua nhà mới thì mình cũng hơi buồn một xíu. Buồn là mình mất cái view cũ. Nhưng mà vui một xíu là mình có một cái phòng mới. Và cùng với đó là một cái view mới. À quên, có thêm một cái mới nữa. Đó là cái đầu tôi mới. Tôi trốn bà Suna để tôi cắt cái đầu này các bạn ạ. Mấy người kêu, ôi sao anh cắt xong nhìn anh trẻ ngái gì, trẻ trâu liền. Thật ra thì nhiều khi tôi muốn thay đổi một chút không khí mà. Nhưng mà sau khi mà cắt không thì tôi thấy rằng là tôi trẻ hơn thiệt các bạn ạ. Trẻ có những cái điều lợi khi mà cắt tóc ngắn nha các bạn. Thứ nhất là các bạn cho các bạn xem nè. Đó, thấy không? Mọi người thấy gì chưa? Đâu phải là xấu đâu. Nó giống như là hot boy Hàn Quốc á. Nhưng mà cái hàng này là hàng Lazada chứ không phải Hàn Quốc nha. Đúng không em? Tóc anh đẹp không? Đấy, rồi. Nhưng mà cắt đầu này xong á thì tôi thấy cái mặt tôi nó đầy đặn hơn. Không ra được, không dám nhận chồng. Cái đầu em á. Rồi, ok, đó là tôi cắt tóc ở bà Suna, bà mới đi mua về cho tôi cái bánh này hơi bị ngon nè. Cái này là không phải, cái này là rau câu. Cảm ơn em nha. Bà ăn bà ngán xong bà để lại thừa cho tôi á. Có nhiều người kêu anh cắt tóc này á không nhận ra anh luôn. Tôi dám chắc nếu mà tôi cạo đầu á, thử hỏi cái đầu tôi nếu mà đầu chọc thì như thế nào ta? Nếu như mà tôi đầu chọc thì chắc là mấy người không nhận ra tôi luôn á. Chứ ở đó mà nhìn anh lạ quá. Ok. Rồi, trong tuần qua thì mình có những cái việc như thế. Và mình cũng làm những cái việc lạc vặt vặt xung quanh nhà vậy á. Các bạn trang trí cái phòng này thôi cũng hết ngày rồi các bạn. Đợt này mình kiểu hơi bị cầu toàn một xíu. Làm cái gì cũng làm kỹ lắm các bạn. Làm phòng làm việc cũng làm rất là kỹ. Chuyển nhà cũng rất là kỹ. Rồi bất kỳ cái gì cũng kỹ á. Có một cái làm mấy cái clip như thế này thì hơi ẩu ẩu xíu. Ẩu rồi đó bà. Rồi. Mình biết rằng là hiện tại những bạn đang xem mình, có một số bạn đã nghỉ game rồi nè. Cũng có một số bạn là mới chơi game. Cũng có một số bạn là chơi game lâu rồi vẫn còn chơi game. Và cũng có một số bạn đã theo dõi mình rất là lâu từ trước đến giờ. Và cũng có rất là nhiều bạn fan cũng đang hóng chờ những video sắp tới của mình và những video ra mắt của mình. Mình trân trọng điều đó và mình rất là biết ơn tất cả các bạn. Và rất là cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi mình. Và trong thời gian gần đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn rồi đó. Sau khi mà mình có bé NASA thì cái lịch trình cũng như cái thời gian mình, cái tần suất mình ra video nó ít hơn. Nó sẽ không còn nhiều như trước. Nhưng mà đổi lại là gì? Những cái video của mình nó sẽ dần ngày càng, nó không sâu vào game nữa. Nó sẽ ngày càng thoát ra game một xíu. Nó sẽ là đời sống lifestyle với lại là một chút gì đó liên quan đến game, ok ha. Thì mình không sâu vào game nữa. Trên TikTok bây giờ mình đăng toàn hình con mình. Rồi, có nhiều người hỏi á, ủa anh ơi, anh đăng toàn hình con rồi làm sao mà anh búp gióp này nọ để mà kiếm tiền không đây? Anh không biết,
anh chỉ biết là anh thích đăng hình con anh lên đó thôi, chứ anh không biết làm sao để mà búp dốc kiếm tiền này. Rồi giải nghĩa cái này cho các bạn hiểu luôn, là tại vì sao mình không phải làm game thì mới kiếm tiền từ game. No, có những cách kiếm tiền khác ở ngoài kia nữa, không phải chỉ là làm game thì mới kiếm tiền từ game. Hồi xưa mình làm ở điện máy xanh thì mình kiếm tiền ở điện máy xanh, và sau đó mình làm game mình cũng kiếm tiền ở từ game, và song song thì mình vừa kiếm tiền ở điện máy xanh vừa kiếm tiền ở game luôn đó. Sau một thời gian mình kiếm tiền ở game xong, mình chuyển qua hình thức là đầu tư bán cửa hàng điện thoại á. Mình có một cái cửa hàng điện thoại ở ngay khu vực Tây Hòa, nếu có bạn nào ở quận 9 chạy qua Tây Hòa đối diện Thế Giới Di Động là sẽ thấy cái cửa hàng AS Mobile. Nếu bây giờ mình sang nhượng lại cho bạn của mình rồi, và mình có đầu tư những cái bất động sản cũng như là chứng khoán, nói chung là tất những cái mà hiện tại người ta đang làm. Và mình có niềm đam mê với game từ xưa đến nay rồi các bạn ạ. Không biết, không phải đam mê với game đâu, đam mê bán hàng. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn có lên fanpage của mình, fanpage AS Mobile á, thì các bạn có thể thấy là cái poster mà hồi xưa mình tuyển cộng tác viên á, bán hàng cho AS Mobile á, cái logo AS Mobile hồi xưa của mình có cái cục sạc dự phòng ở trong đó, với lại là có con dế trong đó. Đây, để mình đưa cái logo cho các bạn xem nè. Trên kênh, trên fanpage của AS Mobile có cái bài đăng á. Đây, cái logo AS Mobile của mình đây nè. Logo cũ đây nè. Đăng đăng. Thấy chưa? Thấy cái logo cũ có hình cục sạc với hình con dế ở trong chưa? Thấy chưa? Đó. Thì hồi đó mình đam mê bán hàng lắm. Bán xong rồi sau đó là mình không biết sao mãi mê chơi game quá, mình bỏ bê việc bán hàng các bạn ạ. Thế là mình bị fail ở mạng bán hàng các bạn, kiểu mình không thành công ở trong mạng bán hàng các bạn, mình thất bại vậy các bạn. Lúc đó ai cũng nói thấy bán hàng cho cố vô, nhập hàng cho đã vô, bán ở tồn kho cả đống nè, đó thất bại, đúng là cái thằng này thất bại rồi. Cũng buồn lắm các bạn ạ, mình thất bại rồi các bạn. Đợt đó mình thất bại mình cũng buồn lắm đó. Cái xong mình chuyển qua mình mảng game mình làm. Làm đến bây giờ luôn á. Rồi, ok. Thì sắp tới các bạn cũng biết rằng là sắp tới mình sẽ làm một số nội dung, nó đại khái là nó như thế này. Nó sẽ thiên về phần chia sẻ kiến thức của mình. Những cái gì mình có mình sẽ chia sẻ lại cho tất cả những anh em mà đang nghiện game mà muốn kiếm tiền. Ok. Về lại kênh của mình, nhớ là anh em nào bị mất thông báo thì nhớ tắt cái chuông bật lại, hoặc là anh em nào muốn có thông báo từ kênh của mình thì nhớ bật cái chuông lên là ok ha. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái tip. Nếu như mà các bạn là đang là một con nghiện game mà muốn kiếm tiền, ok. Cảm ơn các bạn muốn có một cái cuộc sống nó khỏe hơn, ok, đến với mình không phải đa cấp đâu nha, mà là cái hành trình mình kể cho các bạn nghe bằng lời của mình. Tại vì nếu như mà bây giờ mà xem lại những cái video từ thời kỳ đầu đến bây giờ, nó khoảng tầm 5.000 mấy video. Mình biết rằng là có một số bạn đã xem không sót bất kỳ cái video nào của mình, và cũng đã thấy được cái hành trình của mình đi như thế nào. Thì sắp tới đây mình sẽ làm một số những video đại loại như thế này để mà mình chia sẻ cho các bạn ngắn gọn cái cuộc hành trình của mình đi, và cách mà mình trở nên khác biệt, cách để mà mình trở nên có thể kiếm ra được tiền cho bản thân, và có thể cân bằng cái cuộc sống này, và có thể làm cho cái cuộc sống của bạn nó đầy đủ hơn. Ok. Và bây giờ thì chúng ta đến với giải trí một xíu nha các bạn. Nghe nó hơi đa cấp một xíu nhưng mà thôi cứ vậy đi ha, coi rồi sẽ biết ha. Rồi ok, để coi bữa giờ có gì hot không. Vòng quay may mắn, chúng ta sẽ có vòng quay kim cương, vòng quay kỳ diệu. Ok, mình sẽ sử dụng vòng quay kỳ diệu nè. Lấy mấy cái này đổi ra chiếc xe. Tay đấm thì mình đã có rồi các bạn ạ, nên là mình cần hai cái đổi ra chiếc xe nè, cần thêm 20 cái nữa là đổi ra cái ba lô luôn ha. Ôi chết rồi. Rồi ok, đổi ra cái ba lô. Ok, sau đó thì hết đồ chơi rồi, mình vào tiếp cái phần shop coi có cái đề xuất gì để mà mua không. Có hai cái đề xuất nè, mua hai cái đề xuất này luôn. Ta da. Đợt trước cái phần trong shop nó có một cái bảng đặc biệt á, nhưng mà bây giờ mình không biết sao nó mất cái bảng đó rồi. Các bạn ơi, mình mới phát hiện ra là cục pin điện thoại của mình nó bị chai rồi các bạn ơi. Ôi chà. Ái chà 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 chà. Mới phát hiện ra cái điện thoại của mình nó bị hở màn hình luôn rồi nè, hở sáng luôn nè. Quá kinh khủng luôn. Đấy.
ngay cả cái điện thoại nó cũng nói rằng là thôi, tao không muốn chơi game nữa, tao dừng cuộc chơi. Thì huống gì mình ngồi đây 7 năm thay đến biết bao nhiêu cái điện thoại rồi các bạn ạ. Đây, cho tự do các bạn xem. Đây là một phần thôi nha. Đấy, thay biết bao nhiêu cái điện thoại rồi đây. Đây, đây tôi... Ê da, từ. Đây, thay biết từ cái thời cổ lô sĩ đến cái điện thoại này, đến cái điện thoại này, rồi còn một số cái điện thoại khác nữa thay đó. Tại vì sau một thời gian chơi thì nó sẽ kiểu nó sẽ yếu hơn, máy nó sẽ yếu, nó sẽ không chơi được, nó live stream thường xuyên mà các bạn, nó sẽ không chơi được nữa, nên là mình phải thay. Và bây giờ sắp sửa cái này chuẩn bị đi đảo rồi, kiểu kiểu là vậy, pin nó chai rồi các bạn ạ. Rồi cái gì đây, ngọn lửa vinh quang, xuất hiện nhân vật mới. À, nhân vật mới hả? Không biết là kỹ năng là gì đây. Hạn chế tầm nhìn và gây sát thương lên đối thủ và bom keo. Ảo ảnh lửa. Wow, có nghĩa là tung ra một cái tường lửa dài các bạn, tường lửa dài để mà chắn tầm nhìn của đối phương á. Wow, Fortnite. Bậy quá. Đổi qua cái này làm gì đây? Quy đổi bản vẽ tứ linh. Tôi đâu cần tứ linh làm gì. Nhưng mà đổi luôn đi. Chứ tôi đâu có xài tứ linh. Có cái gì tôi đổi cái đó nốt ha. Nghe có vẻ hấp dẫn. Đăng nhập hàng ngày nhận phí trang phục cực hot. Coi có cái gì hot không? Hay là lừa? Thấy tôi biết lừa mà. Vô có thấy cái quái gì đâu. Đang thù lùi, đang thù lét luôn. Chà. Có trò chơi mới các bạn ạ. Để tôi coi cái này là cái gì, tôi vô tôi test thử các bạn. Tí nữa xem hết video sẽ có cái thứ hấp dẫn dành cho các bạn. Hơi bị hấp dẫn. Chà, gì đây? Ủa, alo, cái này giống canh cổng quá vậy. Ấy chà, mình là yêu quái à. Ăn thịt. Ây da, hắc nguyệt cái kìa, triệu hồi thiên thạch, tấn công cái địch, bắn ra một loại tia chết chóc. Ok, confirm. Ai chà, bạn là ác quỷ tiêu diệt lũ thở săn. Ái chà, mày nhơn hả bạn? Ây da, nhơn tia lửa chết chóc, nhơn. Chạy đi đâu? Chạy. Ghê không anh em? Thấy gì đó? Vậy là thợ săn cuối cùng thức tỉnh siêu sức mạnh hả? Là gì? À, thì ra tên này là một tên siêu sức mạnh đó hả? Ây da, Yasuo. Yasuo. Ái chà, ấy à, Yasuo. Ấy à, Yasuo. Ấy à. Ta tới đây. Ây da, Yasuo. Chơi. Ây da. Chơi. Ây da trời. À, cay. Tia lửa chết chóc sai nhân, tăng thời gian hồi sử dụng kỹ năng. Ủa, tôi là yêu quái hoài vậy? Đứa nào? Mày. Chạy. Chạy. Ây da, Yasuo đâu ra vậy? Chết rồi, Yasuo ra rồi anh em ơi. Có chỗ nào hồi máu vậy? Ây da. Ai chà chà, mình có những đồng minh sát sống nữa các bạn ơi. Ây da. Chê.
Bất tỉnh nè, bất tỉnh nè. Trận này mình thắng các bạn ạ. Rồi nãy hành đó. Rồi nãy hành đó. Ấy da, tia lửa chết chóc. Này thì hành đi. Hành hộ. Ấy da, tia lửa chết chóc. Ác quỷ thắng rồi, nó thua rồi. Quá gà. Rồi ok, tiếp tục gì đây? Wow, cái gì 5,2 tỷ Việt Nam đồng. Trời ơi, cái này là cái sự kiện Spark Your Fire đã lên tới 5,2 tỷ rồi. À, còn OB42 nữa. Ok, nếu như mà các bạn yêu thích OB42 từ mình thì mình có thể review OB42 cho các bạn xem luôn ha. Hôm nay mình nói là có một cái điều đặc biệt dành cho các bạn á, là mình sẽ vào cái thẻ Buja. Sau đó là mình lấy cái xe này nè các bạn. Các bạn thấy cái xe Sky không? Sky chiếm hàm không? Đây, ở phía dưới này nè. Mình sẽ mua không biết là bao nhiêu đây. Nó có giảm giá 30% kìa. Bao nhiêu hộp? 50 hộp quà. Ok, 50 hộp. Tiếp tục mua. Hết hàng rồi. Có cách nào mua nữa không ta? À đây. Mình mua hết. Để mình mua cái này cho nó rẻ nè các bạn. Đấy, sẽ được giảm là 600 kim cương. Ok, mua 300 mấy thẻ. Ủa, 300 mấy hộp hả? Ủa rồi chưa mở hả? Ủa, trời, mua mấy cái thẻ này làm gì trời? Tôi bị khùng. Trời ơi, riết rồi, tôi không biết tôi đang làm gì luôn á. Tôi bị gì rồi, đáng ra tôi phải mua mấy cái hộp này chứ. Ok, tôi mua hết 299 hộp luôn nè. Rồi, tiếp tục mua tiếp nha các bạn. Để lấy được cái Sky đó nha các bạn. Ôi, không có luôn các bạn ơi. Mở ra hết mà không có nè. Tỷ lệ rơi Phật phẩm huyền thoại là 1%. Tôi mở ra hết rồi á mà không có các bạn ạ. Tiếp tục tôi mua tiếp nè. 290 mấy 6.000 kim cương nữa nè. Nhận nè, 2, 3, nhận. Ra. Trời ơi, chua thế, không ra này đâu các bạn ơi. Thêm 5.000 nữa đi. Ra. Không biết. Level 1011 rồi các bạn ạ. Rồi không ra luôn. Rồi bay hết 20 mấy ngàn nhưng không ra cái Skywind đó. Không biết khi nào nó mới ra nữa. Nhưng mà thôi, clip tới đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ơi. Cảm ơn tất cả bạn đã đón xem clip và đừng quên để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ. Nhớ bật nút chuông lên để mà mình ra những clip tiếp theo các bạn sẽ nhận được thông báo nha. Bye bye mọi người.